Xin chào tất cả các bạn. Theo những thông tin mới nhất vừa được cập nhật về phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Colombia, thì Grayscale đã được thẩm phán tuyên bố là chiến thắng trong vụ kiện khiếu nại về quyết định từ chối đề xuất chuyển đổi quỹ Bitcoin Trust của họ thành một cái quỹ Spot Bitcoin ETF kể từ tháng 7 năm ngoái. Điều này đã trở thành một trong những cái động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng nhẹ của thị trường crypto trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà chúng ta đang trải qua một trong những cái giai đoạn phải nói là yên ắng nhất trong lịch sử của thị trường, với khối lượng giao dịch Bitcoin thậm chí có thể nói là chạm đáy. Vậy thì câu chuyện của Grayscale là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của không chỉ họ mà còn của cả những cái quỹ đầu tư trị giá hàng nghìn tỷ đô vừa nộp đơn đăng ký Spot Bitcoin ETF trong khoảng thời gian vừa qua? Thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Ok, trước hết thì chúng ta hãy đi qua những cái từ khóa cơ bản nhất trong cái câu chuyện này. Dạo gần đây thì chúng ta đã nghe qua khá nhiều về những cái từ khóa như là ETF, cùng với đó là đang có khá là nhiều những cái quỹ đầu tư truyền thống hiện đang quản lý cái khối tài sản lên đến hàng chục, hàng nghìn tỷ USD tại Mỹ đang nộp đơn đăng ký lên SEC để đăng ký Spot Bitcoin ETF. Vậy thì rốt cuộc một cái ETF là gì? Theo như định nghĩa trong sách giáo khoa thì một cái quỹ ETF hay còn gọi là Exchange Traded Fund là một cái quỹ hoán đổi danh mục được thiết kế để mô phỏng theo những cái biến động của một bộ chỉ số nhất định. Thì chúng ta có thể hiểu đơn giản một ETF là một rổ những cái loại tài sản khác nhau và có tính chất tương đồng như nhau, ví dụ như là cổ phiếu của một nhóm công nghệ hay là cổ phiếu của nhóm may mặc. Vậy thì như vậy thì Bitcoin ETF là gì? Nói một cách đơn giản thì Bitcoin ETF giống như là một loại chứng chỉ quỹ của Bitcoin, tức là nó sẽ mô phỏng giá trị thực tế của Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Mục đích đằng sau những ETF này là nó sẽ cung cấp những cái phương tiện tiếp cận đối với lại tiền điện tử cho các nhà đầu tư mà không thoải mái hoặc là gặp rắc rối với những cái thao tác khi mà bước chân vào cái thị trường này. Tức là họ sẽ không cần thực sự phải sở hữu một Bitcoin để có thể đầu tư vào Bitcoin. Lúc này thì Bitcoin sẽ được coi giống như là một loại tài sản cơ sở, tức là underlying asset của một cái Bitcoin ETF. Ở thời điểm hiện tại, khi mà người ta nói nhiều đến hai loại Bitcoin ETF thì người ta sẽ nói đến hai loại, đó chính là Spot Bitcoin ETF và Future Bitcoin ETF. Vậy thì Spot Bitcoin ETF là gì? Thứ nhất, Spot Bitcoin ETF có cấu trúc hoạt động tương tự như một cái ETF trong thị trường tài chính truyền thống. Tức là nhà đầu tư sẽ tham gia đầu tư Bitcoin thông qua việc mua lại những cái ETF share, tức là những cái cổ phiếu của cổ phần ETF do công ty mà quản lý cái quỹ Bitcoin ETF đó phát hành. Thì các cổ phiếu này sẽ đại diện cho quyền sở hữu một cách gián tiếp cái lượng Bitcoin của các nhà đầu tư mà họ không cần phải chịu những cái rủi ro nhất định liên quan đến việc nắm giữ Bitcoin đó. Giá trị của một cái quỹ Spot Bitcoin ETF sẽ bám sát theo giá trị thực tế của ETF hiện tại trên thị trường. Nếu mà giá của Bitcoin tăng thì ok, Bitcoin ETF sẽ tăng và ngược lại. Vậy thì Future Bitcoin ETF là gì? Future Bitcoin ETF về mặt lý thuyết mà nói thì hợp đồng future là một cái loại hợp đồng được thỏa thuận giữa hai bên mua và bán về một cái mặt hàng nào đó với một cái mức giá cụ thể ở một cái thời điểm cụ thể trong tương lai. Nhưng giá của các loại hợp đồng này sẽ phụ thuộc vào nhiều những cái yếu tố khác nhau, như là ngày đáo hạn này, giá trị thực tế của loại hàng hóa này và những cái yếu tố liên quan khác. Như vậy thì nhắc đến Future Bitcoin ETF là chúng ta đang nhắc đến giá trị của cái một hợp đồng của Future Bitcoin được đem ra để giao dịch trong tương lai. Thì chúng ta có thể thấy sau khi đi qua hai cái khái niệm cơ bản này, chúng ta có thể thấy là những sự khác biệt giữa hai loại ETF. Spot Bitcoin ETF sẽ được đảm bảo bởi giá của một Bitcoin thực tế, trong khi Future Bitcoin ETF sẽ được đảm bảo bởi giá của một hợp đồng Future Bitcoin trên các sàn giao dịch phái sinh như là CME tại Mỹ. Ở thời điểm hiện tại thì SEC đã thông qua và phê duyệt khá là nhiều những cái quỹ Future Bitcoin ETF, nhưng mà tuyệt nhiên tới thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa duyệt qua thông qua bất kỳ một cái quỹ Spot Bitcoin ETF nào. Vậy thì nguyên nhân tại sao thì mình sẽ nói sâu hơn ở phần bên dưới. Ok, tiếp theo hãy cùng mình đi qua về Grayscale. Vậy thì Grayscale là gì? Grayscale Investment là một cái công ty con của DCG, tức là Digital Currency Group, một cái venture capital lớn và cũng là một trong những công ty mẹ của Coindesk hoặc là Genesis hoặc là Ferry. Đồng thời Grayscale Bitcoin Trust hay còn gọi là GBTC ấy, cũng đang là một trong những quỹ đầu tư nắm nhiều Bitcoin nhất trong thị trường ở thời điểm hiện tại, với khoảng đâu đó hơn 600.000 Bitcoin, tương đương với khoảng hơn 17 tỷ đô asset under management. Quy tắc hoạt động của Grayscale Bitcoin Trust khá đơn giản, tức là họ nhận tiền từ những cái nhà đầu tư để mua vào các loại tài sản crypto như là Bitcoin, ETH hoặc là ETC, vân vân. Nhưng mà trong video này thì mình sẽ chỉ đề cập đến Bitcoin mà thôi. Và họ sẽ nhận phí quản lý tài sản khoảng đâu đó 2% một năm. Điều này có nghĩa là ở thời điểm hiện tại Grayscale đang tạo ra khoảng lợi nhuận đâu đó khoảng 340 triệu đô một năm, so với đỉnh điểm là họ tạo ra khoảng lợi nhuận khoảng 800 triệu đô một năm, chỉ với việc là quản lý khoảng hơn 40 tỷ đô tài sản của khách hàng. Nhà đầu tư sau khi gửi tiền vào Grayscale Bitcoin Trust
với mức giá trị tối thiểu đâu đó khoảng 50.000 đô sẽ mất khoảng 6 tháng để nhận về một cái lượng cổ phiếu GBTC tương ứng với tỷ lệ quy đổi là một Bitcoin xấp xỉ khoảng 1.000 cổ phiếu GBTC. Sở dĩ nhiều người chọn cách này là vì vào khoảng thời gian trước đây á, khi mà crypto còn quá sơ khai và lạ lẫm thì cái việc mua và lưu trữ Bitcoin luôn gặp phải những cái khá là nhiều những cái rủi ro như là bảo mật, hacker lưu trữ tài sản cũng như là những cái vấn đề liên quan đến việc pháp lý. Rất là nhiều nhà đầu tư muốn lựa chọn là Grayscale Bitcoin Trust thay vì là đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên thì nói một cách chính xác hơn á, về mặt lý thuyết thì Grayscale Bitcoin Trust là một cái quỹ tín thác, tức là một cái quỹ trust, tức là nhà đầu tư sẽ chuyển tiền cho một bên thứ ba để quản lý theo các điều khoản cụ thể đã được xác định từ trước. Trong trường hợp này là đầu tư và nắm giữ Bitcoin. Thế nên á, về mặt lý thuyết thì Grayscale vẫn chính là chủ nhân thực sự của cái lượng Bitcoin mà họ đang nắm giữ. Grayscale Investment sẽ là đơn vị quản lý cái số lượng Bitcoin này và chúng được lưu trữ ở trong ví lạnh của Coinbase. Vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Át hẳn khi đọc những cái tin tức hoặc những cái tài liệu liên quan đến Grayscale hoặc là Grayscale Bitcoin Trust thì chúng ta có thể bắt gặp những cái cụm từ như là giá cổ phiếu GBTC đang được giao dịch với mức giá chiết khấu hoặc là premium hoặc là discount. Đó, tức là những cái cụm từ khóa như vậy. Thì quay trở lại vào những cái năm đầu thành lập, khi mà nhiều nhà đầu tư, thậm chí kể cả những cái nhà đầu tư tổ chức và tổ chức truyền thống vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cái việc đầu tư và nắm giữ Bitcoin, thì cái nhu cầu cho những cái quỹ tín thác lúc bấy giờ là vô cùng lớn, đặc biệt là trong những cái đoạn bull market. Tới thời điểm hiện tại thì Grayscale Investment đang quản lý khối tài sản lên tới hơn 600.000 Bitcoin, tức là khoảng 17 tỷ đô asset under management. Và để cho dễ hình dung thì nó gấp 4 lần lượng Bitcoin của MicroStrategy đang nắm giữ. Nhưng vấn đề ở đây là Grayscale Bitcoin Trust không phải là một cái quỹ ETF như mình đã nói, mà là một quỹ đầu tư tín thác. Tức là về mặt pháp lý, khi nhà đầu tư gửi tiền vào Grayscale và nhận về cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust thì họ sẽ không thể đổi ngược lại về Bitcoin được nữa, mà chỉ có thể đem đi giao dịch trên các thị trường thứ cấp khác như là thị trường cổ phiếu. Thì đây chính là điểm mấu chốt. Mặc dù cái số lượng tài sản cơ sở, tức là số lượng tài sản underlying asset là Bitcoin mà Grayscale đang nắm giữ không thay đổi, nhưng mà nhà đầu tư sẽ không phải là những chủ nhân thực sự của số lượng Bitcoin kia, mà đó chính là Grayscale Investment. Sự biến động của những cái giá cổ phiếu GBTC sẽ không chỉ đơn thuần phụ thuộc vào giá Bitcoin nữa, mà nó sẽ là bài toán giữa lượng cung và lượng cầu trên thị trường. Trong giai đoạn bull market, khi mà cái độ hưng phấn và nhu cầu của thị trường tăng cao thì những cái quỹ lớn bắt đầu mua vào Bitcoin nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Điều đó cũng đã vô hình chung thúc đẩy cái nguồn cầu của cổ phiếu GBTC và khiến nó tăng giá. Lúc này thì GBTC không còn là bằng khoảng 0.0009 BTC nữa, mà thậm chí là lớn hơn, tương tự như vậy. Thì nhà đầu tư có thể giao dịch chênh lệch bằng cách là họ sẽ gửi một Bitcoin vào Grayscale, sau đó nhận về GBTC và sau đó bán đi trên thị trường thứ cấp, là như vậy là có thể có lợi nhuận từ cái việc chênh lệch. Thì cái trường hợp này thì người ta gọi là premium. Và có khá nhiều những cái quỹ đầu tư đã làm như vậy trong trường hợp đó, tiêu biểu là General Capital. Họ đã làm điều này trong suốt khoảng thời gian bull market và kết cục đã phải trả giá khá là nặng. Thì trái ngược lại, trong khoảng thời gian bear market, khi mà nhu cầu sụt giảm mạnh và những cái nhà đầu tư không muốn tiếp tục mua vào nữa, cùng với đó là cái lượng thanh khoản của cổ phiếu GBTC thực sự phải nói là khá mỏng, và cùng với đó là khá nhiều những cái sự kiện Black Swan gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường crypto trong khoảng thời gian 2 năm vừa qua, đã khiến cho giá cổ phiếu GBTC tụt dốc không phanh, đến điểm là giá cổ phiếu GBTC đã có thời điểm discount đâu đó khoảng hơn 50% với giá trị quy đổi ban đầu. Trong 3 năm qua thì Grayscale đã nỗ lực không ngừng trong việc mà tìm kiếm cơ hội để trở thành quỹ spot Bitcoin ETF đầu tiên trên thế giới. Thì tuy nhiên SEC đã nhiều lần trì hoãn cái việc chấp thuận trước khi mà họ đưa ra những cái phán quyết cuối cùng là từ chối, cùng với lý do là sản phẩm không được thiết kế để chống lại những cái hành vi gian lận và thao túng thị trường, cũng như là chưa có một cái bộ khung pháp lý cụ thể cho thị trường crypto ở thời điểm hiện tại. Kết quả là chúng ta đã có một cái vụ kiện tụng kéo dài trong vòng hơn một năm vừa qua giữa SEC với lại Grayscale, náo nhiệt không kém gì cái vụ kiện của Ripple. Tương tự, tưởng tượng như là cái cuộc chiến này sẽ kéo dài khoảng một thời gian nữa. Thế nhưng mà vào khoảng tối ngày 29 tháng 8 vừa qua theo giờ Việt Nam, thì theo phán quyết của tòa án phúc thẩm quận Columbia, thì Grayscale đã được thẩm phán tuyên bố là chiến thắng, cũng như là bác bỏ hoàn toàn những cái quyết định của SEC trước đó. Điều này thì sẽ buộc SEC phải xem xét lại kỹ càng những cái đề xuất chuyển đổi thành quỹ Spot Bitcoin ETF của Grayscale trong khoảng thời gian tới. Thì giá của cổ phiếu GBTC cũng đã hồi phục đáng kể từ cái mức discount đâu đó khoảng 50% vào đầu năm nay xuống chỉ còn khoảng 20% khi mà tin tức được công bố. Ok, vậy thì toàn bộ câu chuyện trên có nghĩa là gì? Tại thời điểm thông tin và vụ kiện được công bố, Bitcoin bay như thể là Jerome Powell vừa thông báo là cắt giảm lãi suất ngay trong đêm. Một số nguồn tin còn cho rằng là quỹ Spot Bitcoin ETF của Grayscale vừa được chính thức được xét duyệt và sẽ có hàng nghìn tỷ đô chuẩn bị chạy vào thị trường Bitcoin, rồi Bitcoin lên 1 triệu đô, v.v.
Nhưng mà thực sự thì câu chuyện đằng sau không chỉ đơn giản là như vậy. Từ trước đến nay, trong suốt gần một thập kỷ vừa qua, những cái lập luận của SEC trong việc bác bỏ những cái đề xuất chuyển đổi của không chỉ là Grayscale mà còn của rất là nhiều những quỹ đầu tư khác, chủ yếu xoay quanh là việc cho rằng là những cái sản phẩm Spot Bitcoin ETF này chưa thể nào đáp ứng được những cái quy định nhằm ngăn chặn những cái hành vi gọi là gian lận và thao túng giá trên thị trường, những cái quy định mà được thiết lập với mục đích là bảo vệ những cái nhà đầu tư. Mặc cho dù chính bản thân của SEC đã thông qua khá là nhiều những cái quỹ future Bitcoin ETF, những cái loại sản phẩm mà có mức độ rủi ro tương đương và về mặt bản chất thì cũng đều phụ thuộc vào giá trị thực tế của Bitcoin, chỉ khác biệt nhau là ở cái bộ khung giám sát của những cái sàn giao dịch. Nhưng mà tuy nhiên, phán quyết của tòa án không chỉ là đồng nghĩa với việc là đề xuất chuyển đổi Spot Bitcoin ETF của Grayscale hay là bất kỳ một cái quỹ đầu tư nào khác trên thị trường sẽ được thông qua trong khoảng thời gian tới, mà nó giống như là một yêu cầu buộc SEC phải hủy bỏ những cái lập luận, luận điểm trước đây của mình, đồng thời tiếp tục phải xem xét lại kỹ lưỡng những cái đề xuất này. Trước mắt thì mình nghĩ là SEC sẽ đứng trước ba cái lựa chọn sau đây. Thứ nhất là họ sẽ tiếp tục trì hoãn và tìm ra lý do mới để từ chối các yêu cầu của Grayscale. Thứ hai là kháng cáo quyết định này của tòa án. Và thứ ba là chấp nhận thông qua những cái đề xuất. Thì trong bối cảnh thị trường ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ tỷ lệ SEC sẽ lựa chọn một trong hai phương án đầu tiên sẽ là cao hơn cái việc là chấp thuận và thông qua đề xuất chuyển đổi Spot Bitcoin ETF của Grayscale một cách dễ dàng. Nói chung cùng thì sau khá là nhiều những cái hành động quyết liệt của SEC nhắm vào thị trường crypto trong năm 2023 này thì vẫn khá là khó để dự đoán được cái hành động tiếp theo của họ. À mà còn một cách nữa, đó chính là họ sẽ hủy bỏ luôn việc cho phép các quỹ future Bitcoin ETF được hoạt động. Nhưng mà theo mình thấy thì cái khả năng này khá là thấp, bởi vì điều đó sẽ tạo ra những cái ảnh hưởng xấu đến cái danh tiếng của họ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là sự kiện này không quan trọng. Đối với lại những ai mà đã theo dõi cái vụ kiện này trong suốt hơn một năm vừa qua thì các bạn sẽ nhìn thấy là SEC gần như không có một cái luận điểm hay một cái luận cứ rõ ràng nào để bảo vệ cho lập luận của mình, cũng như là chứng minh được sự khác biệt giữa cái việc mà chấp thuận những cái sản phẩm future Bitcoin ETF nhưng lại liên tục từ chối những cái sản phẩm Spot Bitcoin ETF. Kết quả vụ kiện đã đặt SEC rơi vào thế khó. Không chỉ vậy, trong khoảng đầu tháng 9 này sẽ là thời điểm mà deadline đầu tiên để SEC đưa ra những cái quyết định mà phê duyệt hoặc bác bỏ các đề xuất đăng ký Spot Bitcoin ETF của những cái quỹ đăng ký trong tháng 6 vừa qua, trong đó có cả những ông lớn đến từ phố Wall như là BlackRock hay là Fidelity. Và bởi vì đã thua kiện trước Grayscale nên nếu mà SEC muốn tiếp tục trì hoãn những cái quyết định này thì họ sẽ phải nhanh chóng đưa ra những cái luận lệnh mới hoặc những cái lý do mới để từ chối. Cuộc chiến này không chỉ còn là đơn thuần vấn đề của Grayscale nữa mà nó còn là cuộc chiến của những cái tổ chức tài chính truyền thống lớn, và họ đã sẵn sàng cho ETF và họ sẽ không ngần ngại mà để tạo ra thêm được những cái áp lực, thậm chí là những cái áp lực chính trị lên cả SEC và cả Gensler. Theo quan điểm cá nhân của mình thì chiến thắng này của Grayscale là một trong những cái cột mốc quan trọng đối với lại thị trường crypto ở thời điểm hiện tại. Gần như là việc là một cái sản phẩm Spot Bitcoin ETF được thông qua thì mình nghĩ là chỉ là việc sớm muộn trong tương lai. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ là SEC liệu muốn kéo dài điều này thêm bao lâu. CNBC thậm chí còn dự đoán rằng tất cả những cái sản phẩm Spot Bitcoin ETF đều sẽ được thông qua trong vòng năm nay. Bloomberg nói rằng là tỷ lệ sẽ là 75% và 95% vào cuối năm sau. SEC càng kéo dài lâu và càng từ chối nhiều thì họ sẽ càng có nhiều vụ kiện tụng lớn nổ ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của không chỉ riêng Gary Gensler mà còn của cả của SEC. Ok, thì video lần này đến đây là kết thúc rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến lần cuối.